trời cô chú anh chị ơi. Ngay trước mũi ghe đúng không hả cô? Dạ cô, cho con qua bệnh bên bển được không cô? Dạ. Rồi có một cái cô đang ôm nằm chim bao thấy được bé Kim Ngọc coi cả nhà. Để nghĩa đi quanh đó nha. Giờ Nghĩa sẽ đi qua bên nhà cô để cô chia sẻ với Nghĩa, cô chú anh chị. Cô chia sẻ là hồi hôm này thì cô nằm chim bao nằm mơ, cô nằm mơ cô thấy được là bé đừng bỏ con mà con có vớt con dính được cho cha cho mẹ con lại. Dạ. Ngay đây hả cô? Nó nổi chăn mũi tàu luôn đó. Vậy là phải liên lạc với anh Tý à ha. Cái nhỏ thì nằm nè. Cái con nó mới nói thì nè. Nó nói tối nó về kêu em mới chị. Đây. Đừng có quậy. Nó nói là vớt con đi con đói quá trời đói quá. Con vớt con dính từng cho cha mẹ con lại. Mà cái câu nói là cha mẹ con lại là giữ lúc gì qua bển gì coi tới giờ đó là giữ như vậy luôn. Vậy là cái chỗ này thì không ra có chủng rồi nghe. Ở đây có cái nó có cái máng rồi nghe. Cô nói con nghe nè. Đúng rồi, nãy có cái chú kia nói có cái chủng ở đâu đây nè. Để cô nói nghe nè, đây có cái máng mà điều con cái mấy cái cây dừa nó bị gãy đó, cái chừng nó mắc cái kẹt nó vô vô kẹt nó nằm ngay chính giữa dưới đó đó nghe. Dạ. Chắc là giờ đó giờ là chưa có mò đây nè nghe, chưa làm mò đây, dưới cái này là chưa có mò tới nè. Chỉ mò phía đó thôi. Mà hổng ở hổng giờ cô cũng nghe trong bụng cô nói nè, con nhỏ này không có trôi xa đâu. Dạ. Cô sợ là nó nằm một là nằm mấy cái chủng này nè nó mắc cạn dưới đây nè. Dạ. Biết không? Cái gì đó ở đây là ta làm ghe cào ghe câu mà có lưỡi câu lưỡi đồ nhiều lắm. Dạ. Có thể vừa khi nó dướng hoặc là mấy cây dừa này, nhưng mà một cái cây dừa này ta cầm ba cây nhưng mà nó gãy ngang rồi con biết không, nó có cái đựa kẻ ở đây nè. Dạ. Vì khi nó nằm như xếp dưới đó rồi ở đây có cái chảo lồng nghe sâu lắm nghe. Ở đây là sâu lắm mà nó không có sâu lắm á. Vậy hả con, đây sâu sâu lắm nha. Nhà cô đậu ghe là lọt đồ là bỏ luôn á, không á. Bỏ ổng cô đi xuống dưới đây coi nó là lọt cái điện thoại luôn rồi. Bỏ luôn. Ừ. Trời ơi. Sâu lắm mình lặn không tới luôn hả con ha. Không, chỉ đó có cái này là chỉ có lặn là lặn lấy bình tiếp hơi thôi nha, chứ đụng được lại bạn bậy bạ chết chơi chết nha. Dạ. Cái này là phải liên hệ với anh Tý ha, kêu anh Tý về liền ha. Ừ, nó nói là con báo cho anh Tý, nó nói là con nổi chân cái đầu mũi ghe đó nghe mũi ghe luôn rồi cô ha. Phải nói là lạnh lắm thì cô chia sẻ là nó lạnh lắm mà nhỏ này em tôi mới ngồi ăn nó nói nè. Dạ. Cái phía hồi đó giờ nhỏ này nó không có nói đâu, ai làm thì làm mà. Và trong vòng phút này thì cũng là cái chủng cái máng rất là sâu thì mà không có cho cha mẹ lại. Nghĩ từ lúc bữa ổng giờ lận tôi nói nhỏ em tôi hoài à. Dạ. Tôi nói cái chuyện nhỏ này nó không chơi xa đâu nghe, nó lẳng quẳng coi sao đứt nhầm mình nghe. Nó mới lại đây nói với con luôn, có cái chủng. Có cái chủng sâu. Sâu lắm. Báo là còn xác bé còn ở đây. Yên tâm luôn. Nó nãy nó kêu nhỏ này đêm hôm nè, nó nói con lạnh lắm mà cô ơi, mà con nổi chân mũi tàu đó, con nổi chỗ đó đó. Yeah. Cô dớt con lên đi, con lạnh con đói quá trời đói rồi, nhưng mà nó được cho cha mẹ con lại. Cha mẹ con lại là con học máu á. Trời ơi. Thì nó đúng á, nó tại vì nó hận mà, nó hận mà vậy là học máu liền rồi, cô dớt sắp chết rồi cô biết mà. À, cô dớt nó hả cô? Cô dớt thằng đó đụ nó dưới sông nó trôi tôi dớt tôi kéo vô luôn. Trời. Kéo vô rồi gia đình nó lại nó cũng học máu. Rồi nó cũng lọt cái sông vậy nè, nó đi ra nhà hàng Hải Âu nó té đập đầu xuống nó trôi ra tới cổng nhà thương ngoài ra đường biển á. Mà cô cũng nghi lắm, tao nói mấy em dài hoài nhớ em tôi hoài, tao nói chiếc ghe bự chạy rồi còn chiếc ghe nhỏ. Dạ. Nó có thể là con nhỏ nó không đâu xa, nó nằm lẳng quẳng cái lường ghe này nè, kiểu như đó là chị biết sao nó trôi vô đó nó nằm mắc cạn đó luôn, không bao giờ nó ra ngoài được. Theo như cô nghĩ bé còn ở đây không cô? Theo cô nghĩ là nó bây giờ là nó không có nổi lên nữa, nó đờ đờ thôi, nó bị sình nhiều rồi, nó đờ đờ thôi. Có thể là em nhìn xác nó không kỹ đâu, tại vì nó bị đóng nó hơn trên 10 ngày nay gông mình nè. Cái gông mình là nó đóng vô trong mình đó, em khó thấy lắm nha. Chứ không phải mà em dễ thấy nó đâu. Đó. Bây giờ em mới lùa được bình này ra nè. Bé không cho người nhà thấy rồi sao không trời. Cho nhà mẹ nó không có không, mà tìm không. Giả sử mình vớt dính thì ở đây đưa nó lên. Trời. Đưa lên là kêu công an người ta lợi rồi bỏ vô hòm cha nó lợi để nó học máu phủ gầm lum gầm mà. Mà chắc không học đâu.
Mấy em gà nó xình dữ rồi. Hết máu. Hết máu rồi. Không, khi, khi mà té xong là đem lên bờ là học máu. Nếu mà cháu đã nói gì vậy rồi, báo mộng gì vậy rồi thì mình cũng không nên. Đã nói thẳng như vậy luôn rồi. Đây là em lên con quá. À em ghi cái này nè. Em có em lùa mấy cái này ra. Má vô nè. Lùa ra. Quay cho con. Dạ. Rồi kiếm nó dít nữa. Bây giờ kiếm nó lại đây đi. Dạ. Hướng mày nó đã. Dạ đúng rồi. Kiếm ba nó lại đây đi. Dạ. Tí à. Con ở đây là tí. Thân thấy dễ nè. Chờ cho ngay chỗ luôn. Dạ. Tìm được ghé mà lên chứ cũng 11 ngày của chú anh chị. À, 11 ngày nó còn thật không ra. Dạ chắc con nghĩ là còn, tại vì nước này cũng là lờ lờ bản cô. Con nghĩ là còn. Nhưng mà không chọn khoảng thôi. Nghĩ tại cái chuyện nè. Nghĩ là gì? Không đâu rồi đó, đây cũng có một chiếc xe lam đụng cũng ba người đó. Dạ. Đó ba nằm đi lường ghe mười mấy ngày đó hỏi. Nhưng mà nói chung chiếc ghe. Chiếc ghe này chạy rồi phải không? Chiếc ghe nó chạy ra là bác phịch lên luôn vòng vàng, bác còn một chiếc hai chiếc bác đeo 7 giờ ngồi trên bên đó. Mười mấy ngày mà trời ơi, nó còn còn của tổ trên rồi. Vớt được hả con? Vớt được, tại chiếc ghe chạy ra bác nổi lên. Dạ. Cũng đi kiếm vậy nè, mười mấy ngày đó. Thì ngoài chiếc ghe nó chạy ra mới nổi bác lên đó. Không, cái chị nãy nằm bao gặp bé Ngọc. Chị ra trước kìa. Chị ra trước đó, chị ra quay vô mặt đó. Nó ăn trước đó, nó nằm cái chị có nằm. Chị thấy hồi lúc mấy giờ hồi tối rồi này nhậu đây thấy không? Hả? Tối nó vô nó ngủ rồi kêu đó. Dạ. Nó còn lạnh lắm, con nổi chân mũi tàu đó nghe. Có vết con ngủ. Dạ, trong cái gốc dừa đó không cô? Con đói lắm. Ở trong cái gốc vòng cái gốc dừa đó là có gì không cô? Có sâu hay là gì? Con đói lắm hả trời? Đấy cái này đó, giờ cô không dám xuống. Tôi sợ đó, cô không dám xuống dưới sông luôn. Nghe mà nổi ốc cục. Đó thì còn lội được, bây giờ cô thấy cá bé nói gì đói rồi mình không biết là mình cúng kiến gì cho bé cũng rồi. Thì gia đình nhà người ta cúng mình đâu biết. Thấy bé tội quá. Mà chết cái sông này em nói nghe lạnh, nó lạnh lẽo lắm mẹ ơi, giờ cứ không có quần quần áo nữa. Dạ. Không có quần áo luôn. Nó tắm hả? Làm con gái vậy? Có hình nữa không nè? Hả? Con thấy rồi đó. Có một cái hình. Đây nè, hai cái giò nè. Trời ơi. Gì vậy? Nè, hai cái giò nè. Cái dừa, cái dừa. Cái dừa hả? Dạ. Trời ơi, chết luôn rồi. Không thấy được. Cái gì vậy? Cô làm hết hồn luôn chú chị nha. À, cô làm một cái là yếu dưới luôn á. Uống nước kìa. Cô yếu dưới luôn chú chị. Rồi. Đây cô chú anh chị, đây là nơi mà cô cái nơi cái chị nằm chim bao nè. Thấy nằm bao thấy Ngọc ở ngay chỗ này luôn. Đang nằm ở cái mũi tàu, một lát nữa thì mấy anh em qua bên đây mò. Tiếp tục mò. Nước. Chỗ đó. Thấy có kìa là giống như là một cái chủng nhỏ nhỏ của chị. Em sẽ ghe xa quá, phóng vô qua không nổi của chú anh chị. Không qua bên đó, quay mũi tàu luôn thì mình xem. Không xuống được mà lên được á. Ở giữa khoảng hai cây dừa thì nước chảy rất là tiết của chú anh chị. Nó có cuốn còn nữa. Dạ em chào cả nhà. Cô mới báo tin cho mình biết là cái bé Ngọc đang nằm ở ngay cái mũi ghe đó, để mà một lát nữa kêu mấy anh thợ lặn qua mò. Bé Ngọc về báo mộng như vậy đó, nói là đói, con đói quá, giờ lạnh lắm, không có đồ để mặc luôn. Cô nói mà nghe nổi da gà giấc này 1:30-2 giờ mà sợ thật sự luôn. Đây này thì cái chủng sâu lắm á cô chú anh chị. Lục bình nó cũng tấp vô mấy cây dừa nè, cây trụ dừa để nhà của cô có chiếc ghe đậu á, nó sống nó dập vô cây dừa. Kêu quý nó, cái Diễm nói là kêu cô lấy xuồng ra để mà dạt lục bình ha. Lát nữa thì mấy anh em mới có sức để làm cái này. Chứ cô cũng đâu có làm được cái việc này đâu. Nước chảy rất là mạnh. Có mấy cái gốc dừa của chú anh chị có thể thấy đó.
thì những cái gốc gốc dừa nè, cái này có dừa thật sự mà chưa đó nè, bây giờ ta trồng lấy luôn cột ghe. Thì cô cũng nói là cái dũng ở trên đây rất là sâu cô chú anh chị mình ha, thì cô cũng nghi ngờ mấy ngày hôm nay rồi đó, nói hoài nhưng mà không ai ta đi chứ tại vì nghi ngờ chú Tâm Sàng, chú Tâm Sàng có ở đây nha, ngày hôm nay mà chưa có đến quay tại vì mấy ngày hôm nay thì công an cũng không có cho mà quay để mà tìm xác bé nữa. Ở bên đó là có nguyên một đàn cá rồi, cái đó kìa trời. Đâu anh? Đó, quá trời luôn cá luôn kìa. Cá lồng kiến á. Cá lồng kiến nhỏ vậy luôn. Ừ. Giờ cá ý không là nhiều lắm rồi. Quá trời. Cá rồi gắn rít rùa ớn gì ngoài dám cứu lội. Có gắn nè. Trời nó không phóng xanh đó. Đó phóng xanh còn gắn luôn đó luôn. Gắn rồi cua rồi rùa rồi cá chê, cá lóc, cá rô cũng đầy đủ. Lương rồi đó. Cua luôn. Cái dòng này ghê lắm, dòng này cái ai mà bò. Cô ở đây lâu không chưa cô? Ừ, nhà cô đây đó giờ. Đó giờ. Đó giờ cô có lội xuống tắm không? Có đó, cô tắm lắm, giờ cô không dám tắm đâu. Bây giờ vậy hả? Không, bây giờ cô sợ. Sợ sợ cô. Sợ gắn nhất thì tắm chết luôn. Rồi rồi, bây giờ sợ. Thôi, con xuống đi, nhiều khi nghĩ về chai rồi chi. Ta giục lại, giục quá trời con. Không? Gác rồi nó tấp vô mình á. Cái gì nó không có ai trên nó đủ thứ các loại hết không? Gác bao đổ tấp chứ hồi xưa là em nhớ là nước sông này rửa chén không à. Tao muốn lên tao tắm thì giặt đồ, nó bây giờ không ai dám luôn. Các loại nước dơ quá trời. À không mà đi mong không có lặn cũng tội nghiệp tổng nha. Dạ. Ông thấy lặn quá trời. Nhưng mà tới khúc này mà đều có cái tối quá đừng cho tao lặn mà đi con hôm miễn về chai. Lặn tới mấy giờ anh? Tầm 10 giờ kia rồi. Trời trời trời. Lạnh nóng muốn chết luôn rồi giờ thêm cái máy bị hư nữa. Hồi tối của chú anh chị thì đã làm tới cây dừa này thôi là trở về đằng kia. Đó nhưng mà không có lên tới đây. Rồi, hồi hôm không có lên đây. Không có lên đây. Tới 10 giờ. Hôm mưa nữa, mưa nhiều lắm. Thì bây giờ dạ, anh xin chào. Không bỏ nhà được. Cảm ơn cô chú anh chị cũng đã quan tâm và chia sẻ. Em cũng rất là mong mà quý khán giả dành ra một chút thời gian để mà đăng ký kênh và ủng hộ em. Cho nên xin một like nha cả nhà. Để em có động lực để làm những cái trôi gần cái sông mình không có ấy được đâu, người ta muốn trôi đâu người ta trôi chứ. Ban ngày mình nó sợ. Ban ngày thì mình thấy mình la lên. Cái ghe này của cô cái gì cô? Ghe này của người chị thứ ba, chị dâu. Mà cái ghe kia là có đi đánh bắt cá không mà. Ghe đậu quán. Bán luôn. Coi quay ai mua thì chỉ luôn đi. Cô nói đi, cô nói giá đi. 75 triệu á. Cái ghe bự như là 75 triệu à. Giá đi, giá đi. Bán giùm cô chiếc ghe này luôn nha cả nhà. 75 triệu. Mua cái ghe này về ở được luôn á. Mua ghe này chú anh chị. Cái ghe này là chui vô ở được luôn. Bán 75 triệu. Hai chồng mới cưới rồi mua chiếc ghe này về không phải ghe luôn. Quá. Vậy em sẽ tính rồi. Cảm ơn cô. Nếu mà còn đi theo dõi. Quá đẹp cô ơi. Dạ đây là cái địa điểm đây thưa cô chú anh chị các bạn, đây là địa điểm mà đêm hôm em của cô á đã nằm mơ thấy bé Kim Ngọc về, chỉ chỗ là ngay cái điểm này ngay trước cái mũi tàu nè quý cô chú anh chị. Đây bé Ngọc về cũng báo rằng là bé Ngọc ở dưới lạnh lẽo mà lại đói nữa, nhưng mà có một điều là nhờ anh em thợ lặn vớt bé lên, nhưng mà đừng bao giờ cho cha với mẹ của bé biết câu chuyện này hả cô chú anh chị. Thì nghe theo cô chia sẻ thì ở đây chiếc ghe này đậu cũng đã khá lâu rồi, ở phía bên trong nè, bên trong này có những cái cây trụ dừa và đặc biệt là ngay khu vực này, nghĩa sẽ quay cho cô chú anh chị xem khu vực này rác lục bình ở đây tấp vào đây nè, đó tấp vào đây. Thì ở dưới này là cô chia sẻ rất là sâu, có lần cô cũng gớt những cái vật dụng ở trong nhà mà nhưng cô bỏ luôn, cô không có lặn tới nó. Ở đây thì có xung quanh có những cây dừa, cây trụ dừa, thì hy vọng là hôm nay qua cái câu chuyện mà của cô nằm mơ như vậy á thì anh em thợ lặn sẽ tìm được bé Kim Ngọc ở nơi đây. Dạ còn đó cũng là cái nội dung video hôm nay Nghĩa gửi đến quý cô chú anh chị các bạn đây. Nghĩa cũng xin gửi lời cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Nghĩa ở thời điểm này. Nghĩa xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị các bạn ạ. Dạ.